Thiết kế nhà vệ sinh mới nhất 2023, thiết kế phòng tắm phổ biến trên Internet. Đầu tiên, không sử dụng các loại gạch nhỏ. Thay vào đó, hãy sử dụng gạch lớn 600x1200. Đơn giản và đẹp. Gạch cần được lát bằng các đường nối để làm cho nó đẹp hơn. Thứ hai, không lắp trần nhôm 300x300 ở trên bề mặt. Điều này làm không gian trở nên nhỏ đi. Thay vào đó, hãy làm một tấm trần lớn dạng tổ ong, bảo trì sau này cũng rất thuận tiện. Thứ ba, không nên sử dụng dạng tường như video, rất tốn diện tích, rất khó vệ sinh sau khi tắm xong. Thay vào đó, hãy sử dụng các góc để lắp đặt các kệ đựng đồ, tiết kiệm không gian và thuận tiện. Điểm đặc biệt là không bị đọng nước và rất dễ chăm sóc. Thứ tư, không lắp đặt thoát nước như truyền thống, kích thước nhỏ nên việc thoát nước sẽ chậm. Thay vào đó, hãy chọn một hàng dài ống thoát nước, nước có thể thoát ra nhanh hơn. Thứ năm, đừng là phòng tắm truyền thống, làm không gian trở nên chật chội, vệt nước khắp kính sau khi tắm, rất khó là sạch. Thùng rác có thể được lưu trữ, tương tự với các mặt hàng như giấy vệ sinh, thêm kính, hiệu quả tách khô và ướt cũng đạt được. Thứ sáu, chống rò rỉ đường ống thoát nước ra bên ngoài, vệ sinh rất là